Chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo trong cuộc đối đầu này. Tỷ số hiện tại bên phía của Liên Quân đang dẫn trước tỷ số là 2-1. Còn trận này sẽ là màn hình máy của game thủ sóc hàng VN Express. Anh ta đang cầm như vậy sẽ là Hitty. Hitty và Sang đối đầu với Pan Katha. Pan Katha đối đầu với Hit và Sang. Như vậy mình đánh giá bên phía của Sang và Hit đẹp hơn tí xíu, do là Hit có những con ca rất chất lượng. Bên phía bên kia thì Pan có những con ca thần nhưng mà không có tầm xa. Còn những con voi Katha thì rất là trâu và những con bẹt bắn cũng rất tuyển, nhưng mà mỗi chỗ nó không có những con ca to. Ca xịn, ca hit mà điều thì chẳng ngán những con voi của Katha đâu. Sang đóng phủ hợp lý rồi. Sang trận này sẽ phải chơi rất nhiều phủ để đối đầu với cả Pamiran và cả Katha chơi voi. Cực kỳ chuẩn bài. Đây đang là những cái nhà BK và cả BL của người cầm Pan. Xin các bạn là cầm Katharian. Bắt đầu có hot của Pamiran đi ra thăm dò tình hình, móc máy chọc máy. Đang muốn tỉa dân của người cầm hit nhưng mà đứng đây thì không hiệu quả nữa rồi, khi mà voi đang có khá nhiều và cả những con hot nữa của hit nữa. Vị trí này voi Katha đang ở đây, 750 máu cơ, rất trâu bò. Sang bắt đầu mang những con phù ra. Thì như vậy cái đà này khả năng sóc voi ra thế này thì biếu không người cầm Sang rồi. Phù của Sang là phù có thế, phù thế mạng, thành ra voi sinh ra như này thì đúng là biếu. Với một cao thủ deathmap cho Son như kiểu là game thủ master thì mình nghĩ rằng anh ta thừa tay để anh ta chơi những cái bài phù kiểu này. Đánh deathmap cho Son thì nó tốn quá nhiều tay mà. Bây giờ muốn chống lại cái bài này thì mình nghĩ rằng game thủ PvD anh ta cần một phương án, đó là xin những con bẹt ra thật nhiều vào, bắn phù trước, hoặc là không thì phải có một cái lượng số lượng voi là khủng khiếp và quá phũ phàng thì mới chơi được. Chứ còn không thì cứ từng con một này thì khá căng. Bây giờ Sang đang có đến 6 con voi cơ. Pamiran không chơi voi mà lại chơi những con đạp đôi cộng với những con host. Thế này thì cũng lại sương. Cũng có phù và phù những con voi của người cầm hit. Phía bên này thì Sang mình thấy rằng ta đang xin rất nhiều những con đạp đôi ra. Thế nhưng mà đạp đôi thì lao vào đây làm sao được khi mà những con roi cản mặt cho những con phép bè thần bắn, thì chắc là những con đạp đôi này mà tính chất đó là minh họa và đóng phim chính thôi, không thể lao vào được. Húc đạp chết được một con voi 750 máu là xương rồi, đằng sau những con bè thần bắn nữa thì quá khoai đi. Mình nghĩ rằng bây giờ tay tập trung lên chơi điều phù là hợp lý hơn, vì phù những con voi thì nó khá là dễ. Hitty mang ca sau này đóng. Thế nhưng mà Hitty đang muốn thủ lại những con phá bẹt hộ người cầm Sang, nhưng cần chú ý điều ca đi. Bên này Hitty cũng đang có lợi thế trước người cầm Pan. Đánh chuẩn và đánh đúng bài, không còn đổi biến. Hitty đủ sức đánh lại Pan rồi. Phía bên này thì Sang mình nghĩ rằng cố gắng đỡ đi, đỡ được đến lúc nào hay lúc đấy. Còn sau đó sẽ đợi những con ca thần của Hitty sang đỡ hộ những cái dàn bẹt thần này. Còn phù sẽ là để và phù cái đàn voi này. Đúng rồi, chuẩn chỉ. Phải cầm con ca ra và cẩu những con pháo bẹt. Rất chuẩn xác, một phát 4 con. Oh my god.
Seng vẫn đang phù một cái bài mình nghĩ rằng phù là khá ổn đây. Cứ phù được xong nó mang voi về thì mình nghĩ rằng thủ với Kata chuyện hoàn toàn có thể thôi. Còn sau đó sẽ là chờ hit phay chết nhà người cầm pan. Thế nhưng mà quân đẹp này thì hit vẫn đang tỏ ra hơi có khả năng thì đó công chưa sát vào nhà cầm pan. Mình nghĩ rằng đánh chuẩn thì xong từ lâu chứ nhở. Đưa về thế đó là hit chủ lực đối đầu với Kata. Tham Lai bây giờ mình đánh giá bên phía của bên hai bộ không. Hai bộ lão đó chính là người cầm Seng và cầm hit đang hơi bé. Khi bây giờ thì pan to nhưng Seng rất bé rồi. Ba nhà này Kata hit và pan tham tựa tựa nhau. Như vậy cờ thua cho bên phía của Seng và hit vẫn còn. Voi bắt đầu lao vào. Nhưng Master cũng đang có quá nhiều phù ở đây. Có lẽ sẽ là một thao dụ. Dụ voi đối phương vào sau đó sẽ phù. Voi kẹp bẹt. Nhưng nói nếu như Master anh ta nâng cấp công nghệ phù thế thân nữa thì có lẽ số voi này nó cũng về tay của người gặp sang lâu rồi. Đúng rồi, có phù thế thân đến từ người cầm Seng, cứ vẫy là được thôi mà. Nhưng Seng là rất bé rồi, dân cũng còn vài con thôi. Nhà cửa đã bị lù hết. Khoài hit và pan thì đang cầm chân nhau. Nhưng bây giờ liệu rằng thủ Seng thủ được đến bao nhiêu lâu đây. Seng trận này đang khá yếu trước người cầm pan. Thậm chí bây giờ cái dàn ca chất lượng đến từ người cầm Hitty còn đang bị game thủ cầm Pymeran lưu lại cơ. Mặc dù đang là ca dưới dốc và cũng đang cầm số hơn đó là Pymeran. Rất ảo diệu đến từ game thủ Hiếu Lê. Một trận khỏe của Hiếu. Tham Lai đẻ khá mạnh rồi. Khi mà Seng bé và Hitty cũng không to. Hitty, Pan và Kata vẫn là ba nhà tham tựa tựa nhau. Được rồi, một tình huống tàn của game thủ Pigida lao vào đây. Một pha trèo cánh và muốn lao vào nhà cùng với lại người cầm pan lao vào nhà Hitty. Nhưng pha này mình rằng không có nhiều voi. Nhưng dù sao đi nữa thì voi Hitty xin các bạn là Vakata. 750 máu vẫn đang tỏ ra rất trâu bò. Rất chỉ nữa. Đi trước hút đàm để cho những con bẹt thần ở sau bắn. Thank you.
thăm này vẫn đè mạnh cho bên phía của Hiếu cộng với lại Pigra. Nhưng bây giờ thì xem của Buster đang ra được lại thăm. Thế nhưng mà những cái cơ sở làm ăn nó bé như này thì cũng vẫn khoai. Hitty đang to. Hitty nhà cửa khá đẹp, một trận thi đấu mà có thể rằng nó lại ít dừng. Thì ít dừng nhưng mà Hitty cũng khá là may để đang có những con những cái rừng khá là đẹp. Đang có những tên chỉ đạo nó sẽ là muốn pha là bắn Hele đến từ game thủ Master. Tức là Hele chính là những con pha bẹt này. Hele Police, những con pha bẹt thần. Đây, Hele Police bắn những con pha bẹt trước. Trận đấu vẫn đang diễn ra hòa hoãn. Bây giờ Hitty đang tham lai đó là 108. Thế nhưng mà trận này liệu rằng đưa về đến cái mức đó là cùng nó hết vàng, nó hết thực và hết đá không? Trước tiên hết vàng đã. Mình nghĩ rằng hết vàng là có thể khi mà một người chơi rất nhiều voi và bẹt, một người chơi rất nhiều hot và những con ca đều tốn vàng. Nhưng bây giờ thì game thủ Master xin các bạn sóc hàng, người ta đang có đến hơn 5.000 vàng cơ. Trong nhà cũng vẫn còn một bãi nữa thì phải. Đào rồi, như vậy là đào rồi. Các bạn thấy chưa? Điều cái tiêu chuẩn thì những con voi thần cũng rất khó vào. Trong thể thức đánh 3v3 thì Pimera là một loại quân mình nghĩ rằng khá là ổn. Khi mà nó là một loại quân có hối thì các quân nhưng nó không chất lượng thôi. Thì Pamela là một đội quân mà nếu như cảm giác một phế rồi thì có thể đưa về thế đó là hồi và phát triển bơm đồ. Cũng là phương án hay. Do là Pamela thì không bị mất phế. Sang nó vẫn đang khổ ở đây. Tôi này xem chuẩn bị đã đi lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất thì chết ở đây rồi, bây giờ chuẩn bị lần thứ hai. Vị trí này thì những con voi và những con bẹt đang bắn rất dữ dội. Cần những ca thần của Hitty để giải đỡ. Đúng rồi, Hitty mang ca thần ra. Cực kỳ hợp lý. Xem mình nghĩ rằng cũng nên phù ra thật nhiều, xin phù nhiều phù vào. Để tí nữa lờ một tên mà sẽ là vây trộm những con voi của người gồng Katha. Chứ còn cái tham bé như này thì cũng rất khoai. Dân chơi cũng nhiều nữa. Tham này Hitty to. Nhưng bây giờ thì Katha tham cũng rất tựa vậy. Nhưng một cái pha xong pha ốp thì bây giờ Pyran tham rất bé rồi. Đưa tham này thế trận mà bên phía của Hitty và sang lại thế hơn tí xíu. Lại hơn tí xíu. Thứ nhất là về quân đã. Do là quân của bên phía Hitty thì mình nghĩ rằng cũng khá đẹp. Đang tình huống chỉ đạo đến từ game thủ Master. Anh nói rằng phải là dâng tròi cao lên và ăn đá dần đi. Bây giờ thì xem cũng đang thừa rất nhiều dân. Trong bản 1.0A thì không có mấy khi những tình huống này đâu. Do trong đấy thì các bạn có khả năng quản dân ăn chơi bằng nút dấu chấm. Ấn chấm cái thôi thì là nó sẽ được ra vị trí những con dân chơi. Thế nhưng mà trong bản 1.0 thì nó lại không có cái điều này, thành ra cũng hơi bí. Bây giờ đã đua nào vào đây. Cố gắng để ăn dân. Nhưng cũng sẽ lại khoai đấy.
đạp đôi hít lao vào đây, cố gắng ăn dần, nhưng cũng đang còn vài con bẹt đứng trong thủ đến từ game thủ Bivida. Chết, đạp đôi mà không ăn được con nào cả. Hitty trận này đang gần như cân đôi, anh ta đang bảo kê cho cả Seang và đang cũng một mình đẩy nhà nữa. Seang đang rất yếu và không biết là bao giờ hồi lại được để đến mức còn là có tí chất thi đấu đây. Bây giờ thì dừng hết rồi, dừng hết rồi thì Seang chơi cái gì? Mình nghĩ rằng nên sóc nhiều phù hợp mà chơi, chứ còn cái trận này chẳng còn dừng nữa đâu. Dừng đang khá khan hiếm, chỗ này thì bị chiếm rồi. Trong khu vực này thì chẳng còn cọng cây nào cả. Sang đi chiếm của Master thì sóc hàng thì cũng không đành. Cẩu rất chất lượng. Tham này vẫn đang là tham này cân, nhưng trong thể chủ lực kiểu như này thì mình đánh giá rất cao Hitty. Khi mấy tỷ quân nó rất là tuyển và hết quân vàng chuyển sang quân gỗ cũng được. Mỗi chơi trận này không có gỗ thôi, gỗ đang rất là hiếm. Bây giờ thì các tháp bắt đầu đẩy phù của Seang đâu. Sang tiếp tục bay nhà. Bây giờ Thế Tì đang bắt đầu phát triển và anh ta đang thể đúng chất quân đẹp của mình. Cà rất chất lượng, đi đâu lùi đến đấy. Bản đồ hết gỗ rồi, còn ở đây nữa thôi này, đây cũng hết rồi, không còn gỗ nữa, nhiều nữa. Chết đi chơi, mình nghĩ rằng bây giờ cần phải cố gắng lúc nào một nhà đó chết hẳn đi. Bây giờ thì bên phía của Map, bên phía của Hiếu và Pigida có khá nhiều gỗ. Gỗ thì Katha chẳng cần mấy đâu, sẽ chủ yếu là để người cầm Pyramid khai thác thôi. Tham này vẫn đang một trận mình đánh giá là cân. Sang đang vẽ rất nhiều những nhà bê lò, như vậy đang muốn chuyển sang chế độ là đánh những con đạp đôi rồi. Một trận thi đấu nó khá dài hơi, quân mình đánh giá là không hơn kém nhau nhiều, thành ra gọi thì rằng trận đấu nó vẫn đang diễn ra khá căng. Nhưng Hitty vẫn đang là một cái điều gì đó khá khác biệt.
đang đẩy ra ngoài là khá chậm rãi từ tốn. Sang đang muốn thiêu lao vào đây và sẽ là ăn dân trong vị trí này. Không, rất nhiều trò thần và những con phá bẹt của game thủ Pivida. Nếu nhân dân trong này được thì khá là tươi, khi mà Parmeran thì dân rất là tốn kém. Và có lẽ là những vị trí cánh rừng này là vị trí mà Parmeran cầm gỗ, chứ còn Katha chắc chả là mấy đâu, không nhiều. Do Katha mà nghĩ rằng kẹp voi với lại những con phá bẹt, vì vậy mà không quá tốn gỗ bằng cái bài đánh đạp đôi cộng với những con ca này. Ca sau rừng và cẩu rất nhức nói, cả đám đôi đứng quản nữa. Timeline của người cầm hit bây giờ, timeline đã lên đến gần 200 rồi. Sang vẫn đang muốn quản bãi gỗ này. Nếu như bây giờ hit có tay thì hit mang quân ra đây và quản luôn cánh rừng chỗ này đi, cầm những con ca ra và lưu hết mọi đơn vị quân ở cho chỗ này, sau đó sẽ ăn cánh rừng này luôn cũng được. Cánh rừng thông này đang vẫn còn rất nhiều gỗ, rừng nào hít giờ cũng cạn rồi. Ở đây thì những con ca đến từ game thủ cầm Hitty đang bị quê. Thế nhưng mà anh ta không quan tâm. Đừng để tình trạng ca bắn như thế này sẽ rất hay bị lỗi. Cần phải những con ca cẩu, những con pháo bẹt đằng sau này này thì hiệu quả, chứ còn cẩu voi cũng không có hiệu quả mấy đâu. Còn đây là tình huống mà ca trên lỗ là rất nhiều nữa. Một vài con ca tự cẩu lẫn nhau. Đầu voi hit lao lên khá đông. Sang đã có 2 phù. Tuần này một tuần thi đấu mình nghĩ rằng vẫn đỡ được. Đạp đôi trong nhà là đủ có và đủ. Ở đây thì chết rất nhiều dân. Thảm này vẫn đang đánh được và vẫn đang cầu thua cho cả hai bên, vẫn đang đều đang là có. Hitty dâng trò lên và đang muốn chiếm luôn cái vị trí đất này. Trận này Hitty không được trở thần, một phương án mình nghĩ rằng cũng được. Trở thần hay không trở thần thì nó cũng chả hơn nhau là bao nhiêu. Pha công to và pha này game thủ Pyran mất cực kỳ nhiều ca. Hitty cũng không vừa. Sang đang muốn thiêu vào đây để ăn nhưng không đi vào sâu được, do trò thần nhiều và cũng đang bị chỉ rất nhiều những con phá bẹt nữa.
Tham Lai vẫn đang chỉ là khoảng cân gần thôi. Một tấn công to. Và có lẽ tấn công này là tấn công cuối cùng trận đấu hôm nay rồi. Trận đấu này bây giờ cả bốn nhà đang lao vào đây, thế nhưng mà Kata mình đang thấy rằng không còn voi và cũng chả thấy con bè đâu nữa. Một vài con bè thôi, không quá nhiều. Chỗ này đang là một vị trí rất nhiều rừng và Paimana đang khai thác. Tham này đưa vào cái thế đó là bốn nhà tham tựa tựa sàn sàn nhau. Bốn nhà đều tham 100 và đều đang to. Rất khỏe. Thế nhưng mà Pugida thì dường như anh ta chỉ đang phũ phàng thời điểm ban đầu thôi. Bây giờ thì mình thấy rằng Pugida không còn to nữa, không quá khỏe, rất bùn xỉn. Bơm cho có 100 vàng thôi. Không, xin 100 vàng. Có lẽ đang muốn lên nâng cấp công nghệ gì đó. Bản đồ hết gỗ rồi. Đang muốn chiếm bãi đá này ư? Chiếm bãi đá này dâng tròi lên nào. Theo luật thì mình nhớ rằng là phút thứ 50 phải đen tròi. Thế nhưng mà trận này thì không biết là có đen hay không đây. Luật Việt Trung sẽ là 50 phút đen tròi trong cái giải đánh 33 thì phải. Đánh 22 thì không biết như thế nào. Xem đang mang dân lên mà không biết để làm cái gì. Hit đang một chiếm gỗ. Vị trí rất nhiều rừng mà. Bây giờ thì từng tí gỗ đều đang rất là quý. Khi mà cả hai bên đều đang chơi những con cam và những con pháo bẹt nữa. Ở đây thì sang Palmera đang muốn lao vào, nhưng Hitty đang đứng bảo kê những con cà là tương đối tốt. Cũng biết run cà như ai vậy. Cả cung rò, cả hot nữa. Bảo kê, cố chiếm tí rừng này. Katha lao vào dân vào đây. Dân thần Katha. Thế nhưng mà dân thần vào trong này thì muốn xiên ca, nhưng rất đông những con hot và những con cung rò đứng bảo kê nữa. Khoai Tham Lai. Katha đang bé, nhưng Pamela lại nở to ra. Đưa thế đó là 2-1. Katha lên dân thần thì tức là khả năng chiến đấu không còn nhiều nữa. Xem giờ không biết đang làm gỗ ở đâu. Cũng đang xin được những con đạt bồ mang đi quản. Rất nhiều dân của Pigoda đang ở đây. Một fan cực kỳ nhiều Tham Lai đây. Rất nhiều Tham và sẽ là pha thắt Tham. Đúng rồi, Tham đi vị trí đi xuống khá nhiều ở đây. Tụt hẳn Tham. Lại lao vào quán rừng tiếp. Chuẩn bài rồi. Đạp rừng thôi. Đạp lỗ luôn cả nhà lò.
Seng đang chặt từng tí từng tí từng tí gỗ một. Một cái map mà không có nhiều gỗ và cả hai bên đều đang đánh những quân rất tốn gỗ. Pamran cũng mang dân thần lên để xiên. Sang lên đây, đóng S ăn gỗ. Mót từng tí gỗ một. Ở đây thì Pamran muốn non men lao lên. Thế nhưng mà những con đạp đôi này đi qua thôi đã đủ chết rồi. Vì nên những cái trò thường, không phải trò thần. Đấy các bạn thấy rằng nó không phải trò thần, thành ra nó bắn tận chat. Lại đạp dần tiếp. Những con đạp đôi giờ đang đi móc khá hiệu quả đến từ game thủ Master. Chứ còn mình dành những con đạp đôi của người cầm Pyran thì không hiệu quả nữa. Pha này thì có lẽ là dần thần chứ còn dần thường chết hết từ lâu lắm rồi cơ. Cũng là một pha ăn dần đau đến từ game thủ Pikita. Trong nhà anh ta cũng chẳng còn gì nữa. Cái bản này là cái bản 1.0, vì vậy các bạn được phép chít ruộng. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng Pikita anh ta cũng không quen tay, thì anh ta cũng không quen với vấn đề chít ruộng đâu. Ruộng nương cửa đéo cháy thôi. Chứ còn nếu như mà không mà còn ruộng nữa thì cũng rất khỏe đấy. Đó là sự khác biệt của người Việt Nam và người Mỹ. Người Mỹ thì người ta chơi bản 1.0 hay bản nào thì bản người ta cũng không biết chít ruộng. Người ta bỏ qua cái vấn đề đấy, làm cái để cho nó cháy thôi. Chứ còn trận này mà game thủ Sóc Hàng hay Master mà anh ta cháy ruộng thì sẽ rất đáng tiếc. Mất rất nhiều time đấy. Chứ các bạn mất rất nhiều gỗ để xây lại bù. Pikida khả năng lại fit rồi. Không, vừa nở được tham lên. Chắc tham toàn dân rồi. Trận đấu này vẫn đang diễn ra khá khó lường đây. Nhưng dù đi chăng nữa thì hit và Seng vẫn đang lợi thế hơn. Fan cần phải chú ý giữ ca. Điều ca thật chuẩn. Ôi. Giật ca lại và cầm những con hot vào bắn. Dân Katha đang lao vào đây và xiên ca. Một con nằm xuống. Một thôi. Đóng chòi ở đây. Cố gắng chiếm cái mỏ gỗ này. Còn một tí xíu rồi nhưng vẫn phải chiếm. Lại mang dần ra xiên ca tiếp. Ăn thêm một con nữa. Tươi rồi. 2k đã nằm xuống. Tham lại bây giờ Seng mới đang là người to. Hitty thì bây giờ đang có đến 8k thực. Nhưng mình chỉ đang không có những pha control nở để sóc dân. Pyran cũng mang dân thần ra đây để chọc tròi. Xin các bạn chọc những con ca. Dân thần Pyran. Vị trí này hơi khó để lao vào. Khi mà những con ca chết khá nhiều rồi thì những con bẹt mới dám lao ra. Hot cũng phải chạy thôi. Cố gắng mà giữ. Đang có đến 6.000 thực đến từ game thủ Committee. Nhưng mà Seng vẫn đang ổ đến 2k gỗ. Bây giờ mới bơm. Rất dị. Không biết chiếm được nhiều gỗ thế nhở. Seng cũng dân thần. Cũng đi xiên tròi. Chọc nhau rồi. Trận này đến cái mức thiếu mỗi ăn hết đá thôi. Chứ còn không, mình nghĩ rằng nếu như mà chơi cái luật đó chưa cái đợt đen tròi thì có lẽ là các mỏ đá cũng chả còn nữa đâu. Sẽ cố gắng chiếm hết đá đi và dừng tròi thật sớm thì hiệu quả.
trận này thì lại không mặn mà lắm khi mà chiến thắng vẫn đang còn hai bãi đá nó trống ở đây, vì cả hai bên đều đang có những quân, đó là những quân có những quân có ca thần. Tham Lai này, một Tham Lai đẻ ăn rồi, tiếp tăng nó to ra đây, sang một to Pan và Katha khoai. Ăn thêm một tí rừng nữa ở đây, rất quý. Ở đây còn rừng này, cung Rohit đang đứng quảng, chân thần của Pan mang vào chọc, cực kỳ hổ báo. Không, có đạp đôi. Trận đấu diễn ra hơn một tiếng trong game rồi và xem nó khá buồn ngủ. Mình cũng buồn ngủ rất là lâu rồi nhưng bây giờ mới tỉnh. Chỗ này còn có tí tí rừng ở đây thôi, vẫn phải cố để mà mang về. Bơm 20 vàng. Hay. Bò rồi, như vậy là game thủ Pigada đang bảo là Pigada đang bảo là nhàm chán. Có lẽ trận đấu nó quá lâu, mình cũng thấy nhàm chán thật, tại vì xem buồn ngủ quá. Bên phía của Hiếu vẫn đang Hiếu Lê và Pigada thì Hiếu vẫn đang tỏ ra khá chạy cối. Đi sai rồi.